Điều ít biết về Phan Tuấn Tài, chàng hot boy kiến tạo bàn thắng vàng cho U23 Việt Nam. Phan Tuấn Tài sinh năm 2001, quê gốc Nghệ An, hiện sống cùng gia đình tại Đắk Lắk. Chàng cầu thủ 21 tuổi thuộc biên chế của câu lạc bộ Viettel, nhưng đang thi đấu cho câu lạc bộ Đắk Lắk tại V-League 2 dưới dạng cho mượn. Trong trận chung kết SEA Games 31 trên sân vận động Mỹ Đình tối 22 tháng 5, Tuấn Tài thi đấu xuất sắc và tỏa sáng trước U23 Thái Lan với pha kiến tạo đem về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam. Ngay từ những ngày mới ra mắt và có mặt trong đội hình thi đấu các giải câu lạc bộ, giải trẻ quốc gia, Phan Tuấn Tài đã được chú ý bởi ngoại hình thư sinh hiền lành, nụ cười dễ mến. Cư dân mạng không ít lần phải trầm trồ về góc nghiêng thần thánh, với sống mũi cao và gương mặt góc cạnh. Trên mạng xã hội, Tuấn Tài thường chia sẻ các hình ảnh khi tập luyện trên sân cỏ, những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên gia đình bạn bè. Cầu thủ trẻ cũng có phong cách ăn mặc năng động đơn giản, không cầu kỳ trau chuốt. Đầu năm 2022, U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia. Thời điểm đó, người hâm mộ đã liên tục xúc động khi chứng kiến những nỗ lực vượt khó của đội tuyển và ban huấn luyện. Đội hình thi đấu chính thức liên tục có cầu thủ nhiễm COVID. Tuấn Tài là một trong những cầu thủ nằm trong danh sách chi viện khẩn cấp để bổ sung lực lượng. Chàng trai trẻ đi xe khách từ Đắk Lắk xuống thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Campuchia. Đặt chân xuống sân bay, Tuấn Tài lập tức được đón ra sân bóng thay đồ khởi động để thi đấu. 9 tiếng đồng hồ di chuyển và thi đấu, ít ai biết Tuấn Tài chỉ kịp lót dạ bằng vài miếng bánh. Nhưng tại trận đấu đó, U23 Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan tại vòng bảng. Tại trận chung kết, chính Tuấn Tài là người đã kiến tạo cho Bảo Toàn ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Thái Lan, giành chức vô địch tại giải U23 Đông Nam Á. Nhờ thi đấu ấn tượng mà tên tuổi của Tuấn Tài được khen ngợi nhiều trên các mặt báo, giúp anh chắc suất tham dự SEA Games 31. Ngoại hình thư sinh, nhưng trên sân cỏ anh có lối đá lì lợm, không ngại va chạm. Trong trận đấu mở màn SEA Games với U23 Indonesia, tuy bị đối tượng phạm lỗi thô bạo, nhưng chàng cầu thủ vẫn tiếp tục kiên cường thi đấu. Thi đấu cùng vị trí với Đoàn Văn Hậu, anh mang đến niềm hy vọng có thêm một hậu vệ cánh trái xuất sắc cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài những thành tích nổi bật trên sân cỏ, hay được nhắc đến với ngoại hình điển trai, Phan Tuấn Tài được ca ngợi với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Anh là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, hiện tại là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Chị gái Tuấn Tài cũng là người có thành tích học tập xuất sắc, vừa trở thành thạc sĩ ngành công nghệ sinh học cách đây không lâu. Vì bận tham gia cho công tác chuẩn bị SEA Games, nên Phan Tuấn Tài không thể có mặt và chúc mừng lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ của chị gái. Bên cạnh đó, đối với những người hâm mộ theo dõi Facebook của Phan Tuấn Tài, ai nấy đều không bất ngờ khi anh chàng thực sự là con ngoan trò giỏi, ở ngoài là cầu thủ bóng đá, về nhà vẫn đăng bài bán hàng online nông sản mà gia đình sản xuất như cà phê rang xay, mật ong, hạt tiêu. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho hội Fan Girl cực kỳ yêu mến cầu thủ 21 tuổi này. Nhiều trang cộng đồng được chính người hâm mộ lập ra trong hành trình đồng hành cùng Tuấn Tài trong các giải đấu lớn nhỏ. Thậm chí anh còn được gọi với cái tên là Shy Boy, chàng trai ngại ngùng vì thường xuyên ngại khi chụp hình chung với người hâm mộ khi nhận được quà tặng. Tiếng còi chung cuộc được cất lên. Phan Tuấn Tài đã bật khóc. Đây là chức danh vô địch SEA Games quý giá khi anh lần đầu tiên tham dự. Dấu ấn để lại từ lứa cầu thủ đàn anh còn sâu sắc, nên nhiều người hâm mộ vẫn chưa thể nhớ mặt đặt tên cho tất cả cầu thủ trẻ tại SEA Games lần này. Với bàn kiến tạo đẹp mắt, Phan Tuấn Tài được khen ngợi như một phát hiện mới của đội tuyển, hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia và đội trẻ trong tương lai.